Chào cả nhà, hôm nay Mai sẽ chia sẻ một chút một cái công nghệ mà chúng ta cũng nghe rất là lâu rồi, nhưng mà đôi khi chúng ta cũng cần có cái thông tin một cách tổng quát hơn. Thì Mai sẽ chia sẻ đó là công nghệ U-Therapy. U-Therapy thì cũng làm mưa làm gió rất là nhiều năm vừa rồi trên toàn thế giới và ngay cả tại Việt Nam. Bây giờ trước mắt nói về một công nghệ thì Mai nói với chính bản thân Mai đi. Mọi người nhìn vào cái hình kế bên đây để thấy được rằng là năm mà Mai đôi mươi thì cái gương mặt Mai lại tròn hơn so với lại cái tuổi hiện tại là, thôi bật mí chút, là U50 như bây giờ. Thực ra khi mà chúng ta còn trẻ đó thì gương mặt có tròn, có đầy đặn một chút đó, thì cũng không sao, bởi vì thấy gương mặt thì cũng dễ thương. Nhưng mà nếu như chúng ta vẫn giữ cái tốc độ gương mặt tròn như vậy mà kéo đến cái U50 như Mai vừa chia sẻ thì gương mặt sẽ bị đổ, chảy, sệ xuống và gương mặt chúng ta không còn thanh thoát. Thì cái sự không thanh thoát của gương mặt đó nó rất là quan trọng, không chỉ là nó thể hiện cái sự lão hóa hay nếp nhăn hay là da trùng nhão chảy xệ, mà đồng thời nó thay đổi cả cái nét của chúng ta. Mọi người có thể tưởng tượng như thế này, nếu như đôi mắt như thế mà trong một cái gương mặt khuôn mặt nhỏ thì chúng ta cảm thấy cái gương mặt của chúng ta là high definition, có nghĩa là cái góc nó rất là rõ rệt hơn và đôi mắt to tròn hơn. Nhưng cũng đôi mắt như vậy mà với một gương mặt to như thế này thì chúng ta cảm giác là đôi mắt nó sẽ bé lại, gương mặt nó sẽ bị nhòe, cái nét nó sẽ bị nhạt đi và nó sẽ không còn sắc nét nữa. Thì tại sao, đó là lý do tại sao mà thời gian gần đây mọi người hay thích gương mặt thon gọn V-line. Bởi vì cái V-line như vậy nó sẽ tạo cho cái sự thanh thoát của cái nét trên gương mặt của chúng ta, chưa kể là nọng cằm này hay là những cái vấn đề như là cái rãnh sâu. Nếu chúng ta có gương mặt tròn thì cũng sẽ dễ bị đổ hơn. Nhưng mà Mai với cái công nghệ tại BB do Mai đang điều hành, và Mai cũng là cái người mà đương nhiên là khi mình nhập một cái công nghệ mới về chắc chắn mình phải hiểu rất là rõ, mình không thể nhập đại được, bởi vì một cái giá tiền cho một cái công nghệ, một cái máy cũng rất là đắt, nó có khi nó lên tới bằng cả một cái căn chung cư hay là nó bằng một cái xe hơi xịn đi. Thành thử ra mình đầu tư thì mình cũng phải cân nhắc rất là kỹ. Và khi mà Mai tìm hiểu với đội ngũ bác sĩ của bên mình, và đồng thời nữa là Mai cũng phải là cái người trải nghiệm để hiểu cái hiệu quả cũng như là cái tác dụng của nó như thế nào, thì với chia sẻ đến khách hàng thì chính Mai cũng đã áp dụng rất là nhiều những công nghệ của bên Mai. Do đó là mọi người thấy là năm Mai 20 tuổi thì cái gương mặt như thế, như cái hình Mai vẫn còn được lưu lại. May mắn là trong những cái dịp mà làm nghệ thuật chụp hình lịch thì mình vẫn còn có những tấm hình như thế để mình nhìn lại được. Và cho tới bây giờ thì rõ ràng là gương mặt của mình cũng đã thấy có cái sự chuyển biến tốt hơn, là gương mặt V-line hơn, không còn kiểu bầu bĩnh như ngày xưa nữa. Thì như vậy nó sẽ tạo cho cái nét của mình nó cảm thấy là rõ rệt hơn. Đó. Thì mọi người sẽ đặt câu hỏi làm sao, làm thế nào để có thể quay ngược lại sau 30 năm lại có một cái sự giữ được và lại có cái sự thay đổi như vậy. Thì Mai chia sẻ, đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về cấu trúc da. Da của chúng ta, tại sao chúng ta bị lão hóa? Mai có một cái bảng đây, mọi người mời mọi người nhìn nha. Đó, thì trong cái bảng do các bác sĩ cũng như nhà khoa học đã nghiên cứu được thấy được rằng là với thời gian thì những cái bộ phận trong cơ thể của chúng ta sẽ bị lão hóa, và có những bộ phận lão hóa ở tuổi 40, 50, 60 đây như mọi người thấy ở đây. Nhưng riêng đối với da thì chúng ta lão hóa ở tuổi 18. Mọi người sẽ thắc mắc tại sao lại là 18 tuổi, vì đây là cái tuổi trăng tròn, đây là cái tuổi mà da rất là đẹp, thậm chí 20, 25 vẫn thấy còn đẹp, mà tại sao lại lão hóa ở tuổi 18? Liệu là các nhà khoa học có gọi là cẩn thận quá chăng, hay là có thông tin này có chính xác chăng? Thì Mai cũng đọc một cái tài liệu chia sẻ như thế này. Da của chúng ta giống như cái tủ gỗ vậy đó. Khi mà chúng ta bị mối mọt ăn cái tủ gỗ đó một ít ở bên trong thì cái tủ đó nhìn vẫn còn rất là thẳng thớm, mà chúng ta không hề biết được rằng là có một cái sự phá hoại của mối mọt âm thầm diễn ra bên trong. Cho đến khi mối mọt ăn gần hết cái tủ rỗng ở bên trong rồi thì cái tủ nó sập xuống, thì làn da của chúng ta cũng vậy. Nghĩa là cái collagen, elastin nó mất dần âm thầm dưới da của chúng ta mà chúng ta không hề hay biết. Cho đến khi sập hết rồi thì da không có cái bệ đỡ nâng nữa, thì da sẽ bị sụp xuống và tạo những cái rãnh nhăn, tạo những cái hốc
mà chúng ta hay nói là những cái rãnh như là mũi má này, hay là cái hốc này, hay là những cái rãnh ở đuôi mắt hay là trán vân vân. Và như vậy là chúng ta thấy được rằng là cái lão hóa, cái tuổi thanh xuân cũng đã, lão hóa thì đến và tuổi thanh xuân đã qua. Và chúng ta nhìn vào cái cấu trúc da cơ bản như thế này để chúng ta được thấy được rõ. Và chúng ta thấy được rằng là da của chúng ta khi mà còn trẻ thì cái sự hồng hồng cũng như là đỏ đỏ rất là dày đặc, nghĩa là collagen elastin rất là dày. Thì khi mà nó dày đặc như vậy, nó giống như cái nhà nó có cái móng rất là chặt, chắc, thì nó sẽ nâng đỡ da, nó giống như cái móng nâng đỡ cái sàn nhà của chúng ta. Mà với thời gian thì collagen elastin là cái hồng hồng này bị mất đi nhiều, và khi mất đi nhiều thì da sẽ bị sụp xuống, thì nó tạo những cái rãnh đấy, như mọi người thấy ở đây. Và với những cái công nghệ tác động bằng sóng như là công nghệ radio frequency, đại diện là Themax hay là Esenit, hay là sóng cao tần, hay là những công nghệ như là Utherapy, thì đi bằng sóng sẽ tác động lên để có thể kích thích những sự collagen elastin đang già cỗi, đã bị yếu ớt rồi hoặc là không còn tồn tại nữa, sẽ được kích thích để tăng sinh trở lại. Và những cái sợi nào, sợi collagen yếu, gãy, đứt sẽ được liền lạc lại, thì da chúng ta sẽ được dày đặc hơn. Và như vậy thì nó sẽ, da dưới da của chúng ta, collagen elastin dày đặc thì sẽ nâng đỡ da, thì làm cho da chúng ta săn chắc. Và tại sao lại khi mà điều trị Utherapy thì lại gương mặt lại thon gọn nữa, là bởi vì đối với Utherapy thì tác động đến cả lớp collagen, lớp elastin và cả lớp cơ. Thì cơ hay là elastin, collagen, nếu mà chúng ta nhìn từ trên bề mặt phóng to ra thì nó giống như những cái sợi vải được đan vào nhau. Và khi mà chúng ta bị mất collagen, mất elastin và cơ bị lỏng lẻo thì sẽ bị những cái sợi vải nó sẽ được đan ra, nó sẽ bị loãng ra. Và khi chúng ta tác động với công nghệ bằng sóng thì nó sẽ được kích thích với cái nhiệt độ ở lên tới 50-60 độ, thì sẽ được kích thích cái collagen, elastin và săn chắc cơ để những cái sợi sẽ săn chắc lại với nhau. Khi săn chắc thì lại vô hình chung nó sẽ kéo cái gương mặt chúng ta lên thon gọn lại, thì gương mặt chúng ta lại vừa thon gọn vừa săn chắc mà lại vừa tạo một cái V-line. Đó là Mai chia sẻ coi như là một cái tác động nhưng mà được cái hai cái kết quả khác nhau, mà hai kết quả này rất là tốt, vừa V-line vừa săn chắc thon gọn. Và rồi chưa kể là với thời gian như Mai vừa mới chia sẻ bên trên, thì cái collagen elastin bị mất đi, thì nói chung chúng ta mất cái gì chúng ta phải bổ sung cái đó. Thì công nghệ Utherapy như Mai chia sẻ ngày hôm nay sẽ là một cái phương pháp tối ưu, không phẫu thuật, không xâm lấn, không chảy máu, không cần nghỉ dưỡng, và chỉ cần một lần điều trị duy nhất mà đạt được hiệu quả tối ưu và còn kéo dài theo nhiều thời gian, sau đó có lên hàng năm. Thành thử ra đây là một công nghệ mà rất là tốt, được FDA công nhận về an toàn cũng như là hiệu quả để chúng ta có thể chúng ta điều trị để tăng collagen, tăng elastin, săn chắc cơ, làm cho da của chúng ta được thon gọn. Như vậy là ngày hôm nay Mai đã chia sẻ rất là nhiều những cái thông tin về Utherapy. Chúng ta đã biết tất tần tật rồi, không biết cả nhà đã mệt chưa ạ? Nhưng mà thật ra là nếu như chúng ta mong muốn điều trị thì với một cái công nghệ gọi là đỉnh như vậy, và với một cái chi phí thì đương nhiên chúng ta cũng cần phải tìm hiểu kỹ trước khi điều trị để chúng ta có một cái vẻ đẹp rạng ngời và tránh được cái chuyện tiền mất tật mang, phải không ạ? Cảm ơn cả nhà đã theo dõi, và nếu như còn có những cái thắc mắc, những câu hỏi hoặc là những mong muốn những cái thông tin khác hơn thì đừng quên là comment để Mai có thể đáp ứng được cái nhu cầu của chúng ta nhé. Một lần nữa cảm ơn cả nhà đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.